Rồi ngày hôm nay là Cùi Bắp cũng có nhận thêm một chiếc xe nữa là ẹt tự động nè anh em, xe màu tím nè. Thì chiếc xe này là trong tình trạng là anh này anh mua lại, anh này đau chân ăn xương á, thì chiếc xe này nó cũng kêu tiếng tạp cũng rất là nhiều đó. Thì xe này chủ yếu là sửa ra khói và mình sẽ thay một cái nồng cho ảnh, thì cái nồng hãng nó cũng hơi mắc, trong khi xe này là ảnh cũng không có cần mà im lắm, không có làm máy thì mình nghe tiếng tạp rất là nhiều. Ảnh là chỉ cần là chút mình rồ ga cho ra khói cho anh em coi ha. Ảnh chỉ cần là bây giờ là mình sẽ thay cho ảnh một cái nồng gan thôi, nhưng mà xài rất là êm. Rồi cái này mình sẽ bàn ảnh, nếu mà bị sinh cam rồi thì thay sinh cam rồi nữa thôi, bà đạn cam nữa sẽ êm. Thì mình nhận ảnh 4 triệu á, là tiền nước nôi nè, là làm cái nồi với lại cái lồng sấy xúc bắp đồ. Thì anh em nghe tiếng kêu với ra khói nha, thì mình sẽ về mình làm chiếc xe này cho anh em coi nha. Đẹp nè, xe này mua lại để anh đi làm thôi, anh không có đi xa. Anh nói là chắc xe này là anh cũng công nhân lại là thợ gì đấy, thì không biết anh mới mua chiếc xe này thôi, thấy không? Đây anh em nghe kêu nè, là khói phun nè. Thấy khói ra ghê không? Rồi bây giờ là mình sẽ làm nồi với lại thay cái lồng, rồi sấy xúc bắp rồi lại xúc bình xăng cho ảnh. Thì dự định là thay nước mát rồi luôn á là 4 triệu, còn cái gì thêm thì tính thêm thôi nha. Thì nồng này là nồng đẹp thôi, nồng gan thôi, nhưng mà xài là ok, mình đã thay rất là nhiều thì rất là ok nha. Rồi ok ha, giờ mình sẽ chạy về để mình sẽ chạy về để mình làm chiếc xe này thôi. Rồi ok nha anh em. Thì Exciter hay là Novo, những xe dòng Yamaha là xe số đồ Jupiter FI rồi là mình vẫn làm máy là bình thường nha anh em nha, không có từ chối xe nào hết đó. Su rồi mình vẫn làm, nói chung là làm máy rồi là vẫn làm bình thường nha. Ok, rồi mình trở lại với chiếc ẹt tự động nha. Thì chiếc ẹt tự động này á, thì bình xăng này là xài vẫn xài cả miếng bướm ga, nhưng mà xài là ga đồng tiền với lại ga trụ, là nó vẫn lên bằng cái vẫn lên bằng cái là có hai ga đồng tiền với ga trụ, nhưng mà vẫn lên bằng dây cáp dây cơ chứ không phải là bằng chân không nha. Còn bình xăng ẹt 135 thì lên chân không, nó khác nhau. Rồi bây giờ là mình cái nồi của ẹt tự động này đã ra rồi, thì chuông rồi nè, đó chuông rồi nồi, cái nồi sau của nó sao bố đâu hết đây bây đây ba càng. Thì mình thấy ba càng này thì thấy cũng được á, để mình sẽ liên hệ với lại đại của mình hỏi giới cũng được. Mình thấy ba càng nó cũng lén nè, này cũng mới thay nè, bố này không có dán nè, đó là thứ nhất. Thì bố nồi là chắc phải thay rồi đó. Thì bình xăng nó rất là dơ nha anh em, bình xăng nó dơ nè. Rồi thì bố nồi nó cháy rồi, mình sẽ thay bố nồi khác nha. Rồi vậy thôi, chuông thì không vớt nha anh em, đâu đó rõ ràng nha. Rồi thì xe này là nhớt nó hơi dơ nha, tại vì nó hao nhớt quá cho nên là châm bồi thêm á. Nhớt hao cho nên là châm bồi thêm cho nên là nhớt nó hơi đen nha anh em. Đó, vậy thôi. Rồi bây giờ là mình sẽ ra dàn đầu thôi. Rồi chiếc ẹt tự động này nè. Ẹt tự động thì mình sẽ đi thay một cái lồng khác, lấy lồng rồi bây. Xe ra khói rất là nhiều hồi nãy anh em thấy rồi đó. Rồi. Rồi đây là thay cái lồng mới nè. Lồng với bê tông mới ha. Rồi, bê tông này là không xài nữa. Rồi,
cam á thì bà đạn cam là không có rơ cho nên mình không có ấy nữa nha. Bà đạn cam là không có bị rơ cho nên là mình không có thay bà đạn cam, mình không có rửa xào bạc đạn nha. Thì ron thì lát thì phải thay ron mới rồi đó nha, tại nó thổi ron. Thì bố đây là thấy là bố mới nè, quay mà là bố này zin là hay là cũng là đã thay rồi với chuông cho nên mình không có dán chuông nữa, chỉ thay bố sao. Bình xăng này là mình phải đi xúc lại rồi nè, rồi với lại xử lý lại cái bơm tăng tốc thì nó mới ngọt được. Bơm tăng tốc nó bị cứng rồi nè, cái tì bơm tăng tốc nó xịt cái lượng xăng lên ngay chỗ cái đầu kim này nè đó. Rồi thứ hai là cái này thì vẫn có cái cảm biến bướm ga nè anh em, cảm biến của ga nè, đây nó xài trên đây ha. Rồi đó nha, rồi dên hơi rơ nhưng mà khách chỉ cần là không ra khối là được rồi cho nên là mình không có làm nha. Dên này tay nó hơi rơ rồi đó nha. Rồi không quan trọng tiếng kêu, để xe chạy đi làm thôi cho nên là không ra khối là được rồi ha. Rồi ok nha. Bình xăng này là mình phải đi xúc lại rồi nè, rồi với lại xử lý lại cái bơm tăng tốc thì nó mới ngọt được. Bơm tăng tốc nó bị cứng rồi nè, cái tì bơm tăng tốc nó xịt cái lượng xăng lên ngay chỗ cái đầu kim này nè đó. Rồi thứ hai là cái này thì vẫn có cái cảm biến bướm ga nè anh em, cảm biến của ga nè, đây nó xài trên đây ha. Rồi đó nha, rồi dên hơi rơ nhưng mà khách chỉ cần là không ra khối là được rồi cho nên là mình không có làm nha. Dên này tay nó hơi rơ rồi đó nha. Rồi không quan trọng tiếng kêu, để xe chạy đi làm thôi cho nên là không ra khối là được rồi ha. Rồi ok nha. Quy lát này là cần phải được sấy lại anh em nha. Rồi xúc bắp rồi rất là dơ nè. Rồi đầu quy lát ha, hai phót xúc bắp rồi sấy xúc bắp lại, ok như vậy thôi. Rồi chiếc ẹt tự động này là mình sẽ vô cái nồng nè anh em, thì cũng tương đối đẹp nha. À, hàng này là hàng nhập khẩu Thái Lan, nhập khẩu nhập miệng thì cãi nó, miễn sao vô nó êm là được rồi, êm không ra khói là được rồi anh em ạ. Đó nha. Rồi đi kèm theo combo là bích tông luôn nha anh em. Đó. À, hạt lai mà về anh Thái Lan nè anh em. Hàng này là mình gắn nhiều chiếc rồi nha, quay alpha, rim, lồng gan rồi là không có phản nha. Quay S110 rồi Novo là 2-3 chiếc rồi đó. Rồi nè, thả trái bít thông vô nè, chạy tọt lót nè anh em. Nè, thấy chưa. Rồi, mà vô kêu hay không mới quan trọng. Đó, đó thấy chưa. Trái thì cũng đúng nguyên cách, bạc rồi luôn nè. Đó, đầy đủ nha anh em, đầy bộ combo. Đó thì cái này làm nồi nè, rồi với lại luôn là khoảng 4 triệu đó anh em nha, thay lồng rồi luôn đó, thì cỡ đó đó. Rồi bây giờ thì cùi bắp sẽ tiến hành là sấy xúc bắp nha. Thì xe này là nó có 4 cái xúc bắp lận, thì xúc bắp nó mình thấy là cái miệng nó đó thì nồng nó cũng tương tương đối với giống E135 xe mà E tự động này nè. Nhưng mà cái cây xúc bắp thì mình thấy cái miệng xúc bắp nó nhỏ hơn 1135 nha. Rồi bây giờ mình sẽ sấy xúc bắp. Thì anh em phải làm dấu xúc bắp, tại vì nó 4 cây xúc bắp mà anh em sấy xong anh em để lộn thì cái con của cái lợi xúc bắp nó không có vô đều. Chiếc ẹt tự động này là đã có nồng rồi nha, đang vô nồng nha anh em, đang vô nồng rồi. Sinh cam thì không có, với cái bạc đạn cam thì không sao hết, chỉ sấy xúc bắp thôi, vô nồng với bê tông mới rồi ok ha anh em. Chiếc ẹt tự động hôm nay mình làm hai chiếc rồi nha, chiếc ẹt
135 với lại ẹt tự động nè. Thì ẹt tự động là mình đã thay bê tông vô rồi nha anh em, thay nồng với bê tông rồi nè. Rồi đó, chút nữa ráp nồi vô đây để ráp bê tông trước đi, rồi ráp nồi vô nó là ok. Rồi chiếc ẹt tự động là cũng gần xong rồi nha anh em, thì vô đầu rồi chỉnh cò rồi hết rồi nè. Đó rồi đấy, mình vô xong mình vô bình xăng rồi coi sao nha. Tới đây rồi nè anh em. Rồi ẹt 135 này sau khi vệ sinh nguồn đốt rồi với lại xúc bình xăng đồ sạch sẽ rồi thì mình sẽ vô nha anh em. Rồi đẹp trai rồi đó, gần nổ máy rồi. Thì chiếc ẹt tự động này đã êm rồi, nhưng mà nó bị yếu bơm nhớt nha, nhớt lên đầu bò rất là yếu. Rồi mình thông đồ hết rồi thì ngày mai mình sẽ mới xuất clip được nha anh em. Thì nồng rồi là êm nha anh em, cái đường bơm nhớt lên đầu bò mà nó bơm không nổi nữa, chạy mốc lột trên đền khắp chết, cho nên là mình phải tháo bơm nhớt này để đi mua thôi. Nhà bơm nhớt nó nằm bên qua lăng nha, khác với lại ẹt kia nha. Là bơm nhớt ẹt tự động nha. Này là mình đã có bơm nhớt rồi nè, thì mình thay một cái bơm nhớt theo xe nha anh em, thay một cái bơm nhớt theo xe có ốc rồi đàng hoàng luôn nè anh em. Thay một cái theo xe rồi thay bơm nhớt này vô nha anh em. Ok ha. Rồi bơm nhớt là bây giờ làm, nói chung là máy êm rồi đó, nhưng mà để thay bơm nhớt vô cái đó coi xem sao. Bây giờ là bơm nhớt nó có lên đầu bò anh em nha. Bơm nhớt là vị trí nó nằm đây nha anh em. Rồi nồng rất là ok nha, không kêu nha, bao không kêu luôn, máy rất là êm mà bơm nhớt không bơm thôi. Rồi xe này anh em lưu ý là cái nạn thun nó rất là dài nè, cái nạn thun cái rúng tiên tử là rất là dài nè. Thì là cái này là bơm nhớt yếu nha, mình thay bơm nhớt rồi là nhớt lên rồi, thì bây giờ là mình sẽ vô nặng thun rồi nè. Thằng thun nhìn đó, nhìn giống cái mỏ con hẹt đó, cái rúng tiên nữ nè đó. Nặng thun này hơi bị dài nha, bắn chim hơi bị ngon nha. Thì đã xiết qua lăng rồi vô rồi, thì bây giờ là được không được à? Bây giờ là mình sẽ ập lóc qua lăng vô nha. Bây giờ mình sẽ vô ron nha. Rồi, ron là ron chính hãng luôn nha. Nè, cho anh em coi nè. Yamaha nha. Bây giờ là mình sau khi xong thì nhớt đã lên đầu bò nè anh em. Anh em coi nè. Ha. Vậy là nhớ đã lên đầu bò rồi, thì mình sẽ vô nha. Mình sẽ vô két nước đồ luôn, rồi mình thay nước mát nữa. Ok. Rồi sau khi xong là bơm nhớ đồ tốt rồi, chỉnh cò lại nó im vậy nè anh em ơi. Máy hơi bị im nha, im như Sirius luôn nha. Rồi thì tổng thể là xe này là thay bơm nhớt nè, rồi thay lồng nè, rồi sấy xúc bắp đồ lại, thay nước giải nhiệt, làm nồi, thì bơm nước thì bơm nhớt thì mình tính thêm thôi, còn hôm bữa cái combo đó thì 4 triệu nha. Đó là tính tiền nước luôn rồi đó, tính tiền nước nồi này nọ rồi đó. Im lắm anh em ơi, máy là ok đó. Rồi châm nước đi. Rồi nha, nồng nè. Sau khi thay nồng rồi xong rồi nó im, là chỉnh cò là nó im rồi anh em, im như rươi luôn nha. Đó thấy chưa anh em, rất im nha. Rồi sau khi mà xong rồi mình chạy thì xe chạy bốc hơn nha anh em, là hết kêu rồi nè. Lúc đầu anh xuống kêu rất là lớn nha, thì xe này câu quạt trực tiếp mình quay để cho mình để cho quạt nó không có quạt, để cho chút nữa nó sẽ bơm để nó đảo nước để mình châm nước thêm thôi. Đó, chiếc xe này là câu hoài trực tiếp này.
thì xe chạy khá bốc nha. Thì xong rồi thì mình kết thúc video này tại đây nha. Rồi xong rồi anh em, rồi mình chạy về thôi, ngày mai mình mới giao khách nha anh em. Rồi, canh chỉnh với lại thiếu phe sên rồi nữa. Rồi nói chung là ẹt mình có làm nha, mình vô dên đúng thủ công luôn chứ mình đúng bài bản luôn chứ mình không có mà dặn khò lóc nha anh em. Giờ vô dên dư huy chanel luôn vô. Rồi kết thúc video tại đây nha anh em.